Ok, hãy chào bạn đã trở lại với channel mình. Mình là Nguyên bên đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một con siêu xe Lamborghini với các bạn. Đó, sau Range Rover bể nát đằng kia thì chúng ta sẽ xuất phát lại với bằng một con Range Rover, bằng một con Lamborghini mà không phải là Lamborghini Urus các bạn ạ. Đây là Lamborghini Urus các bạn ơi. Đó, Lamborghini thường thường các bạn thấy là toàn là mấy chiếc siêu xe nhỏ không ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi con Lamborghini Urus nha mọi người. Đó. Urus mà đứng cạnh con Range Rover cũng đâu có kém cạnh với bạn. Khi con Range Rover nó bể nát các bạn, ra mình lao từ đỉnh núi kia mới rơi xuống các bạn ơi. Dạ ok, chúng ta đến với Lamborghini Urus nha mọi người. Một con SUV đầu tiên của hãng Lamborghini luôn. Con này bán rất là đắt khách luôn mọi người ơi. Xịn sò con bò thiệt sự luôn, đúng là con bò luôn mọi người. Phanh các bạn ơi, hai đĩa phanh hai bên luôn, thắng là mắt thắng luôn. Để phanh dứt siêu to siêu khổng lồ luôn của bà tặng Vlog. Đó, còn đèn hậu nè, các kiểu là biển số nè mọi người. Ok ha, bốn bô nha mọi người. Con này em nghĩ là nó sẽ mạnh hơn Range Rover nhưng mà không biết leo trèo ngon hơn Range Rover không thì phải test cho mọi người. Đó các bạn thấy không? Nhìn con này thì nó có vẻ như nó nhỏ hơn Range Rover các bạn, để em leo lên mình sửa Range Rover cái. Con Range Rover thì nát bấy các bạn ơi. Bạch chạch rồi. Không leo vô được luôn các bạn ơi. Bạch chạch nữa các bạn ơi. Ok ha, nói chung là nhìn con này nó có vẻ nhỏ hơn Urus thì nhỏ hơn Range Rover các bạn. Range Rover là dòng SUV cũng 7 chỗ rồi. Còn con này 4 chỗ hả các bạn. Nó còn dán thể thao nó sport xuống nữa. Đem lên ngồi cho bạn xem nha. Đây. Đó. Bạn xem. Ôi ơi. Đó. Đó dòng tua nè. Ôi dòng tua. Các bạn thấy cái boost không? Cái boost của xe các bạn, nó có cái boost kìa. Rồi tăng tốc kìa, cái đó rồi tăng tốc á. Đó, xích bèo cái kiểu nè. Ok ha, quá xịn luôn. Quá xịn luôn bạn ơi, đèn pha đèn cốt nó có hiện lên đây luôn nè. Đó. Thắng tay luôn nè bạn, gà thắng tay nó hiện nè, nó gà thắng tay nè, nó các bạn thấy không? Xi nhanh, xi nhít đồ vậy bạ đồ ha. Ok, để lái thử con Lamborghini Urus này coi mọi người thế nào nha các bạn. Các bạn comment sau khi con Range Rover xong là các bạn kêu anh thử test con Lamborghini Urus coi nó mạnh hơn con Range Rover này không thì mình dứt liền con Urus này nha mọi người. Các bạn nhớ like, subscribe kênh của mình cũng như để lại comment các bạn thích chiếc xe gì các bạn. Ví dụ như mình thích chiếc xe gì comment thêm cái địa chỉ nữa, giống như mình ở Kiên Giang đi. Vom Kiên Giang with love. Rồi bạn thích mẫu xe gì bạn ghi ra như là Lamborghini hay hình chung với Minh from Kiên Giang with love, I love Ferrari hay I love xe gì gì đó Ducati BMW 1000GG đó thì bạn hãy comment lên nha mọi người để cho mình biết nha bạn. Đó, mình sẽ thực hiện yêu cầu của bạn fan của mình nha. Mấy bạn fan nhớ cài like cài subscribe cho anh thiệt là nhiều nè, một ngày anh gán ra 4-5 clip video cho các em xem cho phê luôn. Mình biết các bạn, mấy bạn fan của mình mùa dịch này cần nhắn tin cho mình là mùa dịch này các bạn ở nhà rảnh lắm, không có là gì làm gì hết á, với lại cũng buồn nữa nên mình cố gắng làm việc nhiều thiệt nhiều clip để cho các bạn có gì coi cũng như là các bạn đỡ buồn hơn nha. Bởi vậy các bạn hãy cùng mình phát triển cái cộng đồng kênh hành trình của mình lên nha mọi người, like subscribe để ủng hộ channel của mình. Cảm ơn mọi người nhiều và cũng đừng quên comment lại những ý tưởng hay, những ý tưởng vui để mình phát triển thêm cái channel mình về nhiều bạn mới đó nha mọi người. Ok nha, một like một subscribe thôi là động lực rồi đó. Con Range Rover, con Lamborghini này chạy cũng khá là ngon các bạn ơi. Chưa biết gì nhưng mà ấy à, quả cài gặp hơi thốn nha, không biết chấn động mấy bánh nha. Đó, nhưng mà cảm giác là nó bốc lắm mày, nó bốc hơn con Range Rover nhiều. Cái dốc này là khỏi lên mày, dốc này dốc đứng không lên được đâu. Đó, bốc hơn con Range Rover nhiều lắm mày ơi. Để đem mày đua con Range Rover xách dép cho con này chắc luôn mày ơi, không thể nào mà đúng lại mày đâu. Đó, đề ba lên dốc thì nó chưa thể hiện được gì lắm các bạn ơi. Con Range Rover là chạy lên này chạy cả 100 km/h đó, khá là trơn các bạn ơi. Cái lớp của con này không xịn bằng các bạn ơi, cái lớp con này vỏ mỏng hơn, chạy lên đây nó bị trượt bánh các bạn thấy không. Ui ai da rồi luôn rồi, toan rồi ông giáo ơi, toan thật rồi ông giáo ơi. Thắng lại dễ coi vận động mấy bánh nha, để coi chạy lên dốc này nổi không nha. Chẳng đồng hai bánh sao bạn ơi, hai bánh trước cũng phải cháy nữa, chẳng đồng bốn bánh đâu bạn ơi, chắc bốn bánh, mình nghĩ là bốn bánh. Đó, cái này chưa rõ là mấy bánh đó bạn ơi. Ôi nhưng mà nó mạnh quá bạn ơi, không biết mấy bánh nhưng mà nó mạnh giả mang công an luôn á. Ok để mình coi xe này độ được cái gì không nha mọi người. Đi giờ đang trên núi cao bạn ơi, không có xuống núi mà độ được nha. Ôi độ được nè, nó ơi nâng gặp lên, nâng gặp lên, bậy bả hết sức, ai hạ gặp vậy á. Ai hạ gặp nữa ta, đây nó nâng gặp lên bạn ơi,
Đó, con Ugot này được độ full ôi ôi, full đồ chơi đi ban đêm mà xé tan màn đêm luôn các bạn. Đó, Ugot này mà đi abroad thì chậm luôn các bạn ơi. Đó, bộ đồ này là bộ đồ nghề để khám phá nè, núi cao nhất nữa, mình sẽ chinh phục các bạn xem, mình sẽ đi trời tối luôn. Sẽ lên buổi tối luôn. Đó, đi buổi tối luôn nè. Thôi đi trời mưa các bạn ơi, điều kiện khắc nghiệt xíu. Không biết vận động mấy bánh nha mọi người. Nghĩ là 4 bánh á. Ren, cơn bão nè, đi trong điều kiện cơn bão luôn. Đó. Mưa lớn lên. Mưa lớn lên thì ai buồn quyết liệt. Vận động 4 bánh các bạn ơi. Chiếc này vận động 4 bánh. Nó lên được vậy là chỉ có 4 bánh mới là được vậy thôi. Đó. Đèn pha nè. Ồ, đèn rất là sáng mọi người. Đó. Sao mặt full đèn nó lại không sáng bằng hai đèn trước ra. Ôi ôi, lên không được vậy, trơn quá. 4 bánh nó xây lên bạn, mà dập trơn quá, không bám được. Rồi. Rồi kỳ nha, xuống xe lên lại các bạn ơi. Có thể là nó bị lắc. Chỗ này trơn quá. Đi trong điều kiện trời mưa là nó hoàn toàn khác nha mọi người. Trời mưa nó bám không được đường các bạn không? Thấy toàn là trường nước không không? Đó, bám được rồi nè, bám được là lên khói nè. Thôi, từ từ giữ lớp các bạn ơi. Chúng ta phải chạy giữ lớp không mà nổ lớp các bạn ơi. Chạy nổ lớp nguy hiểm lắm. Chạy nổ lớp nguy hiểm lắm. Lên, đó, bắt đầu bắt chớn rồi đó, bắt chớn rồi đó. Tải cũng phải có kỹ thuật cho mọi người, không thể ỉ cho máy mặt nào cũng chạy kiểu gì chạy nha. Chạy chúng ta cần phải có một chút gọi là kinh nghiệm. Một chút kinh nghiệm để chúng ta có thể lái an toàn, cẩn thận hơn. Đó. Đường đèn rất là sáng luôn mọi người, các bạn thấy không, đèn pha của xe rất là sáng luôn. Đó, full thì chắc là nó chiếu xa hơn các bạn ơi. Còn bây giờ chiếu bật chiếu gần nè, đó, sáng lắm. Đó, hắn là ngang dốc bạn ơi. Cái hành ngang dốc thì mình chắc chắn các bạn là con này thua con Range Rover rồi. Range Rover là cái dốc kia nó còn lên nổi nữa mà. Đó. Ôi, sao bật pha lên nó mấy đường ra. Bật pha lên nghĩ nó phải sáng hơn chứ. Hay là hai lỗ bóng led giữa bạn để mình sửa lại bóng bóng bình thường các bạn. Bóng PC nông của nó chắc bị lỗi quá. Lại đâu ta. À, thêm cái đèn gầm các bạn. Đó, thêm cái đèn gầm á, hệ thống đèn gầm nó để cho dễ chạy mọi người. Giờ ban đêm mà. Đó, đó, tắt bóng PC nông đi các bạn. Đó, có bóng PC nông nó bị lỗi các bạn ơi. Đó, vậy nó mới sáng nè. Khá là rõ, thấy rõ đường cho mọi người. Đó, đèn cua góc cua nó cũng lớn các bạn. Đó, có thêm hệ thống dàn đèn bên trên. Ta có thể tự tin đi ban đêm được không bạn? Đi ban đêm khỏi lo luôn mày ơi. Nó chạy im lắm. Mày chạy từ nha mọi người. Nó có mấy cái gờ mình không đèn không thể chiếu xuyên qua được. Nó phải qua cái gờ chúng ta mới thấy rõ. Đó, thấy không? Có mấy cái dốc nè, chạy từ thôi, bình tĩnh. Lái trong xe cho bạn cạo qua cảm giác phê khi leo núi vào ban đêm nè. Đó, chạy từ từ nhẹ nhàng. Vừa ban đêm mà vừa chạy mưa đó, chúng ta rất là dễ bị trượt nước luôn. Trượt xuống núi là cái kết luôn các bạn. À, video này sẽ kết thúc sớm luôn á mọi người. Đó, có cái khung chống lật luôn nè mọi người. Đó, an toàn chưa? Rồi. Đó. Cổ lên, chạy tự lên bạn. Bạn kêu yêu cầu anh Thanh Trung với bạn Phan cầm anh là các anh chạy góc nhìn thứ nhất cho phê đi anh thì ok nha. Mình sẽ chạy góc nhìn thứ nhất cho các em xem luôn nha. Không có gì hết, các em như vậy cầm anh lại để anh biết ý kiến của các em thôi. Cầm anh like nè. Ở video gán cho anh 2000 like nha các em. Đó, ngày anh mày gán quốc mà 4 video cho em coi cho phê luôn. Gán cày cho em coi coi sướng con mắt luôn. Các bạn nào sướng chưa? Chạy ban đêm phê quá bạn ơi. Buổi ban đêm phê quá. Trời thì tối, mưa thì lớn các bạn ơi, không thấy đường luôn các bạn. Tắt đèn các bạn không thấy gì phía trước luôn á. Có đèn pha nè, pha lên. Đó, đèn pha rất là sáng các bạn ơi. Sáng rất là sáng luôn. Xuống dốc là đổ đèo nè. Ôi chỗ này có hơi gờ đó bạn. Đó, từ từ xuống bình tĩnh. Trời mưa không có cắt được. Trời mưa mà chạy nhanh là sắp mặt luôn á mọi người. Gán nhanh hơn xíu nha, để xuống núi sớm còn tủ với gia đình. Đó, nhưng mà đường trơn lắm mọi người ơi. Ok đó, đường trơn lắm. Đang đi con Lamborghini Urus, con xe SUV của Lamborghini, đường hơi trơn phải không? Mình thắng một cái bạn ạ. Cái đèn phanh của mình thắng. Ui trời, tưởng con ma không chứ. Tối sợ ma bạn ơi. Chạy ban đêm mà gặp con ma chắc tôi mẹ nhảy xe tôi
tôi lao xuống núi chết luôn cho mấy bạn. Ôi đường nhỏ gì vậy, trời ơi có cục đất xíu. Ôi đường nhỏ thật sự. Ai không thấy đường nữa mày ơi, đường tối thui ha, tối thui ha, mà nó dốc bạn nên cái đèn nó pha không sáng được hết, nó không ăn xuống mặt đường hết. Đi gặp boss ban đêm chúng ta phải đi từ từ thôi. Trời ơi có dốc nữa bạn không, có cái đèn nó chiếu xuống tới đó, đó dốc bây giờ, bởi vậy dễ lao xuống rừng các bạn ơi, đèn nó chiếu xuống rừng không được, nó bị khuất đó, góc khuất nào đó, nguy hiểm chạy lúc này mình đang đổ đèo hơi nhanh đó bạn ơi, 70 m giờ là hơi nhanh đó. Ôi đó là tối luôn bạn ơi, đó, bật tót đâu thấy đâu bật. Ôi nhém lọt lề rồi. Bình tĩnh anh ơi, chạy từ từ. Ôi đó bạn không, nguy hiểm nghe chưa, nguy hiểm lắm, bình tĩnh nhé các bạn ơi. Rồi dưới kia có thấy xe các bạn, dưới kia thấy xe chạy rồi kìa mọi người. Ôi mà cái đường này nhỏ vậy, ấy à đường nhỏ vậy các bạn, ban đêm đi rất là khác biệt các bạn, ban đêm không thấy cái gì các bạn, cái xe đang chạy phía dưới kìa, thành phố về ban đêm kìa rất là đẹp luôn mọi người. Con Lambo Mini của mình mà đang đi về ban đêm mà không thấy cái gì hết, chỉnh hơi sáng lên xíu các bạn ơi, tới đây xuống gần tới núi rồi đó, hai bạn xem nè, con Lambo Mini của tôi nè đó, ghê chưa, đang chinh phục một núi, ngầu chưa các bạn, thấy ngầu chưa, các cháu thấy bà ngầu chưa, quá ngầu luôn. À, buổi sáng này thì đèn nó bắt được nhiều hơn các bạn, đáng lẽ đèn nó cũng sáng lắm các bạn, nhưng mà trời mưa các bạn, nó bị cản tầm nhìn nữa, với lại các bạn thấy sương mù không, đèn đường đang bị sương mù đó. Tỉnh thời tiết bình thường nè, đó thời tiết bình thường đèn rất chiếu rất là sáng luôn nè mọi người, thấy không, đèn chiếu rất là ăn luôn. Đó, giờ này trời sáng rồi, hồi có cảnh giác di đuổi các bạn, sáng chân luôn đó, đèn chiếu ban ngày đẹp lắm đó, chỉnh lại đêm lại xíu nha, chiếu xa lắm mọi người, con này ôi ơi cái dốc, ôi ôi đó, đèn nó chiếu sáng cực kỳ luôn mọi người, nó pha nè, pha vô xe khác nè, mà nhìn xe khác chạy qua nè, à, nhìn nè, nhìn nó chạy qua là mắc ánh đèn của mình nè, nó thấy không, nó bị dướng vô xe tải các bạn, cái này mới mod vô đó, đó pha lên chạy. Ờ, hơi tối bạn ơi, đang ngồi chạy đêm nữa bạn, chạy đêm nè, cảm giác lái đêm nè, ủa cảm giác lái đêm nó hơi căng con mắt ra lắm nha mọi người. Cái pha này nó không có xa các bạn ơi, nó chiếu tốt mà bạn, chứ nó không xa lắm. Để mình tăng công suất đèn lên bạn ơi, mình có thể tăng công suất của cái đèn xe lên được mà. Đúng rồi, đậu giữa đường các bạn ơi, bố đời thiệt sự luôn. Đụng tôi đi có chuyện luôn á, tôi bố đời thiệt sự luôn các bạn. Tăng khả năng sáng của đèn lên, đèn pha nè bạn, mình tăng 5 lần nè, tăng 5 lần sáng à, 10 lần đó, 10 lần nó sáng cũng vừa vừa bạn, 100 lần thôi. Vậy bạn ơi, 100 lần nó cũng vậy ta, 1 lần coi phải cái này không ta, cái đâu sáng lắm đâu, thử không thôi. Vậy các bạn ơi, ủa sao tăng đèn vi sinh ông mà thôi bạn ơi, chắc là các bạn mod các bạn mod này nó chỉnh, nó không cho mình ấy các bạn ơi, không cho mình tăng cái gỡ cái biển số ra được luôn nè, không cho mình tăng cái độ sáng của đèn lên, bạn nó sợ chói các bạn ơi. Ok, không cho tăng thôi, làm căng, làm bị căng đó, không cho tăng thôi, làm bị căng đó. Bây giờ mình sẽ test ban ngày coi xe này chạy cỡ nào rồi, mọi người, ban đêm chúng ta test leo núi cũng test luôn, hồi chạy cháy lớp luôn bạn, cháy phanh luôn đó. Lambo Mini Ugot test speed, còn một con Lambo đi mà 4 chỗ và gầm cao nữa, không biết chạy cái nào mà ôi trơn quá bạn ơi, đường trơn quá các bạn, nghe tiếng lốp nó rít không, đường khá là trơn á,
đang chạy tốc độ hơi cao nha. 320 km/h, 340 km/h, lách lách ai oh my god, tôi không bắt tử, oh my god, quéo hết đường, quéo hết luôn mày ơi. Trời ơi, tôi không có bắt tử không nội mẹ ơi, cứu mạng. Dạ, đừng đụng tôi, đừng có vậy, đừng có vậy mà. Thôi đâu ra thằng chạy cũng chiều đó bạn, không không phải chiều mà đụng nó xây lại bạn ơi. Á, Uros á, con Uros này mày hơi căng đó bạn ơi, bốn chỗ mà lấy tốc độ này mà căng lắm á bạn, không phải đùa đâu. Họ đeo dây an toàn vô, tính tính. Trước tiên là bài học đầu tiên khi lên xe là bạn thắt dây an toàn nha mọi người. Còn các bạn không thắt dây an toàn các bạn phải đeo dây xích khủng long luôn ha. Đó là bài học fan mình dạy cho mình. Ui nó lách ghê không, cũng như cái idol à, drift lại ghê chưa, ghê chưa, ghê chưa, phái liền là bùn đi Uxirot. Ấy á, ấy á, bà nội cha bạn, bạn ơi phát du bạn, bạn chạy vậy là chết tôi luôn rồi bạn hiền ơi. 250, 300, 300, lách nhẹ, lách nhẹ, lách nhẹ bạn ơi, lách nhẹ bạn ơi, kéo rồi. Ui lách cái nhẹ, ôi lách cái nhẹ á, phê quá bạn ơi. 400 rồi chứ giỡn, ấy á, 400 rồi nè, ấy á, ấy rồi luôn rồi, rồi luôn rồi, luôn rồi, luôn rồi, luôn rồi, luôn rồi, luôn rồi, chết cu gót tôi luôn rồi bạn. Lật bốn chân lên bạn, bò bò này bò lật ngửa bạn ơi, bò bị lật ngửa bạn ơi, chị xí bò gì chết rồi. Kéo vận động bốn bánh mà kéo cũng dữ lắm mày ơi, tránh đường, tránh đường, tránh đường. Ôi ôi đã bút kẹt rồi ba, ai da khốn nạn thiệt sự, tức cái trời tôi tức á, trời tôi tức á, mày thấy tức không, mình đã bút kẹt rồi, nó đã lách ra nó nhá vô một lần rồi, nó còn tông cái nữa là mình né không kịp luôn. Thằng quỷ nhỏ đó đang các bạn tua lại 100 lần cho nó bị đụng lại 100 lần nha mọi người, khốn nạn thật sự mà, cay quá các bạn ơi. Các bạn thấy bạn fan thấy cay không, các bạn nào cày view cày sub cho mình thì nhớ comment lại để mình cảm ơn nha mọi người. Bạn nào nhớ comment lại nha, mình sẽ cảm ơn, mình thả tim hết các bình luận của bạn đó. Bạn nào cày view cày subscribe gì á, tạo bạn gì đó thì hãy comment lại giúp mình nha để mình biết, cảm ơn nhất quá gì hết mọi người. Ồ leo lên được các bạn ơi, mạnh thiệt sự đấy. Con này mà chở nguyên gia đình đi chơi thì sướng các bạn ơi, nó chở nguyên gia đình đi lên lên mặt trăng luôn. Con này là đi Đà Lạt nhà sướng các bạn ơi, mà mùa dịch về không đi chơi các bạn, khuyến cáo các bạn nên ngồi ở nhà coi YouTube đi các bạn, coi YouTube anh Trung đi là được rồi. Tại sao tự nhiên máy mình nó giật giật vậy ta, máy mình tự nhiên có một hiện tượng lạ nó giật giật không hiểu luôn. Ai bị bắt tốc độ các bạn ha, đang bị hacker hack đây, cái gì đây, ủa ai ai giật 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 dạ, nó muốn ấy mình hay gì bạn ơi, nó muốn ấy mình rồi. Ôi ôi quá quá quá, trời trời quang các bạn, quang quá, quang quang ức quá, quang ức bao đại nhân ơi, quang quá bao đại nhân ơi, tự nhiên mà lao qua lao lại và đụng cái đùng, khốn khổ thân thật sự. Đây có vụ gì đây, có gì cần giúp đỡ đây, à có xe chở tiền hả, được rồi. À cướp 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 trên xe chở tiền luôn bạn ơi, móc bây giờ à. Ê ê bình tĩnh bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi, được rồi, không 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 không, tôi cầm dao chơi mà, tôi có làm gì đâu. Má cái gì nó thủ sẵn ra bạn, mình nó thấy một đốt dao cái nốt súng ra bạn ơi, dơ thiệt sự luôn. Vậy bây giờ vô bình tĩnh các bạn ơi, rồi 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 đi rồi, làm gì căng, làm gì căng chứ trời, trời thằng nó bị gì tại tiện té bạn ơi, nó chết rồi bạn ơi, nó gớt cái vali tiền à các bạn. À, tôi làm gì căng nó chỉ xuống bên ngoài luôn các bạn, căng thật sự. Bình tĩnh bạn ơi, chập tiền lên xe các bạn, mấy bảo vệ này căng quá, em chưa có chập tiền đó mà mấy anh làm căng quá. Móc có cây dao lại nó chỉ súng cho người mình rồi sao chạy. Đó tắt tắt tao bắt tử đi chơi cho vui. À, qua lụm xe nha, đụng con Lamborghini của tôi là có đó, rồi luôn má mày có rồi, đáng lẽ mình thay cho nó các bạn. Mà biết con la bùi đi nó còn nhiều tiền hơn chiếc xe của bạn không bạn ơi, má chạy hết đứt sơn của tôi rồi, chạy theo mình đòi tiền mày ơi, xứng đáng rồi, mình đòi tiền
Sơn lại xe của tôi. Tránh ngay bạn ơi. Dừng lại bạn ơi. Thất công cái gì? Dừng lại bạn ơi. Dừng lại bạn ơi. Dừng lại bạn ơi. Dừng lại bạn ơi. Để coi coi con này nó bường lại con UOS của mình không nha. Bường lại không? Nhắm bường lại tôi không? Nhắm anh mạnh hơn tôi không? Đó. Nè. Dính góc mà, dính góc mà. Rồi lùi ra được nữa ha, ta lấy lụa đấy. Tải cũng ghê đấy. Ấy da. Trời ơi. Anh tưởng anh mạnh hơn mình các bạn ơi, anh tưởng anh mạnh hơn UOS của mình. Nè, đem đẩy đi luôn nè. Anh tưởng anh mạnh hơn UOS của mình. Lên nè, cho mày tốc độ đắp chiếu nè. 120 nè. Ôi, đánh lái né luôn, ghê đó, 150 nè, mà đẩy nó ra bạn. Đẩy nó nè. Đẩy nó nè. Vô dập thăng luôn, đánh lái né các bạn ơi. Né hả, né làm sao được với tôi. Câu gót này mạnh lắm. Đẩy luôn, đẩy đi luôn. 140 km/h, 150, 160, 170, 160, 58. Trời ơi, đánh lái, mà đánh lái mày né qua này giùm hộ cái. Rồi không đánh lái né nữa các bạn, 160 luôn rồi. Hái gót đẩy ghê các bạn. Đẩy xe bò. Mà cho đi luôn nè. 160, 169 nè. Đi luôn nè bạn ơi. Dính đầu cây luôn. À, giỡn cái câu gót hả? Trời ơi. Giỡn cái câu gót hả? Mày không có dễ gì đâu. Không có dễ gì đâu. Ông xuống ra đớp xuống. Dễ lại. Yeah. Đỡ đạn đi gót. Đỡ đạn đi. Mày đụng xe tôi trước, mày tôi chỉ xin lại tiền tiền sơn xe thôi. Cú tông định mệnh. Yeah. Kính chống đạn không? Ây da, kính không chống đạn mày ơi. Kính không chống đạn. Tông gãy cổ luôn, tông hoàng gãy cổ rồi. Một hoàng gãy cổ rồi, còn lại. Ờ không gãy cổ luôn. Không gãy cổ luôn. Hả, à, tiếp diện tới hả? Trả tiền đi. Trả tiền tôi đi. Trời ơi, mấy này lị ta. Trả tiền, trả tiền, trả tiền, trả tiền. Cảnh sát đừng có tới đây. Ôi, quá cảnh sát láo nè. Bài đặt drip tới nè, đó. Chống kêu rod nè, đừng giỡn mặt. Đừng có giỡn mặt với tôi. Đừng có giỡn mặt với tôi. Anh đi cà kịa mình các bạn ơi. Rồi, chúng ta phải ra đi rồi, chúng ta bị hiểu lầm quá lớn rồi. Hiểu lầm, tất cả chỉ hiểu lầm thôi. Mọi thứ chỉ là hiểu lầm thôi. Anh nghe anh gì? Mấy anh nghe em giải thích nè. Nghe yeah. Nghe em giải thích nè, nghe em giải thích nè, giống như mà siêu bò hả? Chết ra, chết ra. Ôi ôi, đập xe tôi luôn, ây á. Nguy hiểm quá mày ơi, nguy hiểm quá. Để xem nguy hiểm thật sự. Ôi. Nguy hiểm thật sự. Nguy hiểm thật sự. Nguy hiểm thật sự. Nguy hiểm thật sự. Nói xuống đi bạn ơi. Rồi bạn nào muốn thử một pha tông của Uros nữa. Bạn nào muốn thử một pha tông của Uros nữa. Bạn nào muốn thử nữa bạn thấy không. Mình tông một cái là dẹp đường nó luôn. Ây da. Xe cứng lắm bạn ơi. Đúng là bụi ni mà bạn. Đâu có dẫn chơi là bụi đi được. Lý do tại sao nó mắc tiền các bạn ơi. Xe nó cứng lắm. Ờ lật xe luôn các bạn. Lên 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 lên. Nè nè nè. Yeah. Yeah ngay dốc bạn ơi. 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 Chạy thôi. Rồi bánh nó hết bánh các bạn ơi. Má tốc độ này tốc độ 111-112 km/h. Trốn cái tác làm sao trốn các bạn. Tư bánh trước các bạn ơi. Tư bánh trước rồi ba bánh sao vẫn động được các bạn. Mà nó bị rồi luôn. Phá bánh rồi. Nó bị kẹt số. Bị kẹt số luôn bạn ơi. Động cơ nó bị lỗi luôn bạn. Lỗi động cơ luôn rồi. Bị kẹt số luôn rồi. Ê nhưng mà chúng ta trốn cái tác bật đường này được mà. Không có nhất thiết là phải được chạy được cao tốc đâu. Đúng không? Thì chạy ngáo ngơ mày ơi. Đó, chỗ cảnh sát chúng ta vòng ngoài vòng một vòng cái. Cảnh sát sẽ không biết được chúng ta đâu. Thế thì mình sẽ tấp vô cái nhà này. Mình sẽ trốn ở đây. Mình sẽ tạm trốn ở đây một thời gian. Trời ngắn. Rồi xong các bạn, thành công rồi. Giỡn hoài bạn, chiếc UGOT cũng lên chuyện đấy.
Dạ ok ha, video hôm nay sẽ kết thúc tại đây nha bạn. Cho hôm nay mình có một xíu công chuyện nên các bạn nên video này hết sớm nha. Các bạn nhớ để lại một like và subscribe đồng hồ channel của mình. Mình dự định sẽ là ngày mai mình sẽ làm GTA 5 bị khóa trở lại nha mọi người. Các bạn có ủng hộ không? Ủng hộ hay lại comment bên dưới nha. Bye bye mọi người nhiều. Hẹn lại mọi người video tiếp theo. Chúc các bạn sức khỏe nhiều nha. Nhớ cài view, cài sub cho mình. Cảm ơn các em rất nhiều. Các bạn fan form hình chung gà mở quýt lớp đâu, comment lại nha các bạn. Bye bye mọi người.